là độc lạ luôn mấy anh. Có một, lạ luôn á. Có 102 ở Việt Nam mà. Bỏ đá ngoài 1 tỷ mà đâu phải chuyện đơn giản đâu. Cả một cái gia tài đó nằm trong cục đá này nè. Có 102 ở Việt Nam luôn, độc lạ luôn. Độc lạ luôn. Cũng chừng bây giờ là cái người nào người ta thích là bán, giờ là trên giá nữa. Xin kính chào quý vị, là đang viếng mộ của chú Vũ Linh. Thì có được nghe các anh nhân viên ở đây nói là ở trong đây có một cái ngôi mộ, có một cái viên đá sapphire là giá trị là trên 1 tỷ. Thì anh em chỉ đường, anh em đi vô đây thì anh em thấy luôn nè quý vị, là nằm ở đằng trước nè, ở trước mặt quý vị luôn nè quý vị. Đó, đây là cái viên đá sapphire hơn 1 tỷ. Để xác thực cái điều đó thì ở đây anh em mình có thấy cái anh nhân viên là ảnh đang chăm sóc cái ngôi mộ này. Bây giờ anh em mình bây giờ ổng đang rửa, mình vô mình hỏi người ta được không? Mình vô mình thử đi. Anh hỏi, em hỏi. Bây giờ ảnh đang làm việc mà. Bây giờ mình đi vô. Mình vô. Mình phải hỏi xác thực mình mới dám nói là cái viên đá này như thế nào. Bây giờ trước khi xác thực thì để ảnh rửa đi. Rồi bây giờ mình quay trước cái viên đá đi cho bà con phải coi trước đi. Ok. Viên đá này tới vài tấn rồi nha, chứ không phải nhẹ đâu nha. Thiết kế độc đáo của anh ha, quá đẹp luôn, trên 1 tỷ nha, dữ dằn. Viên đá sapphire nhìn vô thấy ghê luôn. Cái cục đá này không mà 1 tỷ mắc dữ anh. Thì đó, thì nhân viên người ta chia sẻ có 102 Việt Nam. Wow. Đây là em mới lần đầu tiên luôn á. Có 102 Việt Nam luôn chứ không phải là nhiều đâu. Đó, đi vòng vòng đi cho để cho bà con người ta dễ hình dung ra cái viên đá. Ôi, cái chân đá kìa, dày. Khủng khiếp thiệt chứ. Cái này là đọc chữ gì anh? Âm trạch cao đường. Âm trạch cao đường. Âm trạch cao đường. Phong thủy ra luôn không? Quá đẹp. Ngay rồi. Vị trí trung tâm ngay giữa luôn cái tượng Phật luôn kìa. Rồi bây giờ thì mình sẽ di chuyển vào trong đi. Trong đi. Để mình hỏi anh đó coi như thế nào nha. Được không? Đúng rồi. Đây là bằng đá thạch anh trắng nha anh em. Quý vị, đây là thạch anh trắng này, là cái này chắc cũng ngoài 100 triệu á. Nghe nhân viên ở đây hả? Các nhân viên đây ta chia sẻ là cái này cũng trên 100 triệu nha. Nhưng mà ở Yên Bái đem vô á. Nhưng mà xác thực là hỏi anh chăm sóc ở đây nè. Chăm sóc ở đây là mới chính xác nhất. Anh ơi, cái lưu hương này là ở Yên Bái đem vô không anh? Đúng rồi anh. Cái đá cục đá ngoài kia là anh nói là ở đâu anh? Nghệ An. Đá là cái đó nghe đây ta đồn nó nói là ở đây giá nó 1 tỷ đó anh. Chắc có cái đó đó không rưỡi đâu. Hơn tỷ á, nghe nói là hơn 1 tỷ lần á. Còn ở trên tượng Đức Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát á, thì anh em thấy không, trên tay trái của Đức Phật có cầm một cái viên Minh Châu. Minh Châu trắng luôn, trắng trong suốt luôn à. Trong suốt luôn, rất đẹp luôn. Cái tượng Phật này là cũng ở miền ngoài luôn hả anh? Bắc Ninh hả? Bắc Ninh đem vô. Mỗi một cái vật trong đây là đều mỗi một tỉnh thành khác nhau. Còn ở đây ha. Ở đây nhiều miền đến để làm cái chỗ này. Mỗi cái dòng bên của cái dòng xây nè, cái này nè. Cái này là gọi là cái này cái gì anh? Cái này hả? Dạ. Cái này có phải gọi là cái đài không anh? Cái đài để tượng Phật là đi xung quanh vô cái phần mộ nè, mà làm rất là hoành tráng. Nội mà cái tiền đá, tiền đá với tiền mà đất đưa lên đây nó cũng vất vả lắm nha. Cái hàng rào xây toàn là đá quý không? Đúng rồi. Nghe các anh nhân viên đây chia sẻ là cái khu mộ này là không dưới 50 tỷ không anh? Cũng đổ 50 tỷ á. Khủng khiếp không? Khủng khiếp thiệt chứ. Mà đá bên vách tường bên kia chắc cũng đá miền ngoài luôn anh hả? Đá Thanh Hóa đem vô. 4 tỉnh rồi đó. Quá đẹp. Em đi ra phía sau đúng không anh? Đúng rồi, ra được đi thoải mái.
cảm ơn anh chia sẻ rất là nhiều luôn. Anh là thường xuyên là tưới cái mộ phần ở đây hả anh? Không, công ty nhiều lên, mình đi lên tuần lên buổi. Em nghe nói là một cái cây sứ này á, là nghe nói là ứng với một người ha anh? Chắc vậy, đúng rồi. À, một cây sứ là ứng với một người nằm ở đây mà, tại khu mộ á, nhưng mà giờ chưa có người, có người. À, là xong mai mốt là mộ là phần là để đây hả? Cái gì không, anh ta làm âm, ta làm âm. À, làm âm hả? Âm là âm chỗ nào có thấy đâu? Nhưng mà chưa. À, chưa. Vậy là ở đây người ta xây, người ta để sẵn vậy đó hả? Đúng rồi, phải không anh? Ở cái khu này là chưa có mộ hả anh? À, có một mộ thì xứ chết đây. Là ngay chỗ nào anh? Ngay tưới nước đúng không anh? Chỗ anh tưới. À, có một cái mộ ngay chỗ này, ngay chỗ anh tưới nước. Mộ âm. Mộ âm xuống dưới không, rồi. Không có mộ bia, cũng không có ấy luôn, chỉ là âm thôi. Lạ ghê ha, mới thấy ha. Mới thấy luôn. Vậy là dưới cái chân Phật Địa Tạng nè. Đúng rồi. Lạ ghê ta. Bây giờ anh về đi. Anh em mình leo lên. Leo lên lại gần tượng Phật. Tại vì chỉ có mộ ngay đó à. Thì mình né chỗ đó nghe. Ừ, mình né chỗ đó rồi. Được ha. Xin ảnh cái. Anh giờ em lên đây được không anh? Dạ. Rồi, vậy là cảm ơn anh nha. Mình sẽ leo lên mọi người ơi. Ở dưới đây leo lên mọi người, không có nhón lên. Cao quá. Nhón lên mới lên được nha. Nhón lên mới lên được. Trời, nhìn xuống cao dữ ta. Là phần mộ là nó nằm ngay chỗ này. Chỗ này nè. Này ngay chỗ cây sứ chết đó. Đúng rồi. Một cây sứ là tượng trưng cho một cái mộ. Cây sứ chỗ đó chết là tự nhiên là có một cái mộ chỗ đó luôn. Tâm linh quá ha. Cái bức tượng này là cũng nghe nói là ta đã quên đồng khói nha anh em. Mà hồi nãy nói ở tỉnh nào em cũng quên rồi nè mấy anh. Bắc Ninh. Ồ, phía sau lưng áo cà sa như hiện ra các đồng luôn kìa. Đó. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Này đồng khối nè anh em. Cái này còn cả chục tấn. Không, gõ vô coi thử coi. Gõ vô nó không có kêu luôn. Đã khói mà sao không kêu được. Đúng rồi, đồng là kêu bang bang bang, kêu ở trong đó. Kêu bang bang á. Cái này là đồng thiệt luôn hả? Đồng. Quá trời luôn. Quá trời thiệt sứ. Ở trong hoa viên này có rất là nhiều ngôi mộ để khám phá đó nè. Cái tượng Phật này khoảng bao nhiêu tấn anh? Dạ. Xe cẩu không anh? Dạ. Ủa, cái đá khối dưới đây không mà cũng là mới chịu nổi cái tượng Phật rồi nè anh. Đúng rồi, đá này là đá khối chứ. Bây giờ khỏi vô là không có kêu, đá nó đặt cứng ngắc rồi sao kêu được. Đây là cái viên dạ Minh Châu nè quý vị thấy không? Wow, trong suốt luôn nha. Trời ơi. Đó. Em nghĩ cái viên đó cũng giá trị lắm đó anh ơi. À. Wow. Quá đẹp luôn. Ở dưới đây hình như là có cái hồ cá hả anh? Hay cái hồ để không vậy hả? Chưa có nuôi cá hả? Cho mát đúng không? Cho mát, cho có phong thủy thôi. Phong thủy hoặc là mốt là ở đây sẽ trồng sen hay gì á. Đúng rồi, trồng sen. Trồng sen cho Đức Địa Tạng nè. Quá đẹp luôn cái bức tượng. Đẹp quá. Giờ anh em mình di chuyển vô trong đi. Wow, cái bàn đá nhìn quan giả vậy. Cái bàn này chắc cũng dữ nghe. Em tưởng nãy nhìn tưởng cái cây không chứ? Giống gỗ ha, đá này cái màu thiên nhiên đó chứ không phải sơn đâu. Để chút xíu lại hỏi anh đó thử coi đây là bàn này ở đâu ha? Hình như là lá đẹp ghê, cây sứ có cây sứ cô thụ nữa nè. Bây giờ mình hỏi anh thử phía sau ở đây là hết rồi đúng không? Hỏi còn để hỏi thử
phía sau hình như là cái con không biết có phải cái có phải cái không hỏi thử. Anh ơi, ở đây là vậy là xung quanh đây là hết hả anh? Ủa bên đây rồi em thấy hết tường rồi mà có hàng bờ tường hàng gạo mà. À phong cái phong thủy ở đây là trắng lại phải đi vòng đúng không anh? À vậy là cái phong thủy là trắng lại nhưng mà cái phần mộ đó là phía sau nữa. Dạ. Ủa anh cái bàn đó là cũng ở đâu anh? Cái bàn đá là ở ngoài tỉnh nào anh? Nghệ An hả? Vậy là nãy giờ 5 tỉnh luôn ta. Cái phần mộ phía sau rất là đẹp luôn mà rất là bự luôn. Cái phần mộ đó là cũng của ở đây luôn hay sao anh? Đúng rồi. Thôi giờ mình di chuyển ra sao đi anh? Thôi vậy di chuyển vô cái phần mộ đó ha. Phần mộ đó xây rất là hoành tráng ở phía sau lưng của cái chỗ này mọi người. Đây là sau nhà mộ của hồi nãy. Ở trên đó là người ta làm bằng đá cẩm thạch không á? Mấy anh di chuyển ra phía sau để mình thấy ở trên mấy đường nữa nè. Có viên ngọc mà đỏ gì mấy anh ơi. Có hai con lân ngậm hai cái viên ngọc nữa kìa. Wow, một cái gì còn màu đỏ luôn. Này thiết kế này cũng chắc cũng nghệ nhân cũng nổi tiếng anh ơi. Đúng rồi, tiền không á. Tiền không á. Ở đó trước cửa là những cái cửa gỗ rồi rất cũng cao cấp á anh ơi. Cao cấp. Nhưng mà có điều á là mình không có vô được đâu, là mình đi vòng ngoài đi. Mình thấy là hình như là nó có cái đá cẩm thạch á. Đó, đá cẩm thạch đó nha. Đá xung quanh ở đây họ bố trí camera xung quanh bốn cửa luôn mấy anh. Không nên bước vô đó tại vì camera nhiều lắm. Camera bốn phía. Bốn phía luôn. Đá cẩm thạch nè quý vị. Đó, họ trang bị đây là đá nè. Nghe nói là nhân viên đây ta chia sẻ đây là đá cẩm thạch nha. Cái đá này mình nhìn giống như cái đá ở trong cái ngôi chùa để cốt á. Đúng rồi. Làm hai cái lục bình á. Hai cái lục bình đó. Đá cẩm thạch á. Wow. Nói cái hành làm cái hàng rào bằng đá không là đá này nãy chia sẻ là nó là đá mất tiền. Đá đâu nè? Đá Thanh Hóa đúng không? Đá Thanh Hóa. Đây chữ này là chữ Phúc. Chữ này chữ Phúc nha anh em. À chữ Phúc hả? Ừ. Đằng sau nguyên một cái tảng đá, nguyên khối, nguyên cái vách sau luôn kìa, nguyên cái tảng đá cẩm thạch kìa. Wow. Wow. Quá đẳng cấp luôn. Quá đẳng cấp. Nguyên một miếng đá cẩm thạch luôn. Đây hình như mình thấy nó ráp. Đây hình như là có cắt ghép anh. Thì bốn miếng á, bốn miếng gấp lại. Bốn miếng. Nghe cái tâm ở giữa kìa. Tâm ở giữa. Cái chữ thập cả tư á. Đó, cái thập cả tư á. Zoom vào cho mọi người xem nha. Đúng rồi đây nè. Đó. Wow. Bởi vì người ta nói trên 50 tỷ mà đâu phải đơn giản đâu. Mà sao đây ta thiết kế phong thủy ngộ ha, người ta xây hàng rào phải bên dòng ra sao ha. Ta không cho đi thẳng vô. Nhiều khi kỵ tuổi gì đó. Kỵ tuổi gì đó. Ừ. Mình không vào trong được, mình coi thử rồi trong trỏng nó thờ cái gì ha. Cũng tức ta không cho vô, ta lắp camera đây. Camera đây hết. Chắc là thờ dòng họ hay gì đó, tại vì chôn phía ngoài. Còn đây là chắc chỗ là thờ chắc quá. Chắc nghĩa là chỗ thờ nè. Thờ hình rồi đó. Thờ hình rồi đó. Thôi mình di chuyển đi lên đi ha. Mình lên trên đi ngay.